Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đã có buổi kiểm tra thực tế và làm việc với quận Thanh Khê về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. Với diễn biến thời tiết mùa mưa thời gian gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn quận Thanh Khê liên tục tăng cao. Đến nay, toàn quận có tổng cộng 1.424 ca bệnh, tăng hơn 15 lần so với thời điểm này năm ngoái. Qua giám sát dịch tễ, địa phương đã xử lý 75 ổ dịch nhỏ, ngăn chặn dịch lây lan diện rộng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đã kiểm tra thực tế công tác diệt lăng quăng, bọ gậy tại phường Hòa Khê. Đây là địa phương có số ca mắc nhiều thứ hai tại quận Thanh Khê với trên 230 ca. Thực tế tại một số khu dân cư cho thấy nhiều nhà dân vẫn còn có các dụng cụ chứa nước, các bình hoa trong nhà không được thay nước, bọ muối nên phát sinh nhiều bọ gậy. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến yêu cầu địa phương tập trung quyết liệt các biện pháp phòng chống, ngăn chặn dịch sốt xuất huyết bùng phát. Trong đó lưu ý việc xử lý ổ dịch nhỏ, duy trì thường xuyên việc ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy, nhất là các khu vực có nguy cơ cao.